Rồi chào anh em nha, mình còn một ít nồng phát test 65 chân cắt 28-32 phù hợp cho dòng xe Exciter 135-150. Nồng này nồng dòng phổ thông nhưng mà chất lượng cao cấp nha anh em. Nồng đường nước lớn, trái nén hiệu phin, full bạc rít. Nồng này mình thanh lý nha, hôm nay mình thanh lý bán bỏ luôn, chỉ có 1.350.000 cho một bộ, bao gồm nồng, trái, bạc, ắc, phe đầy đủ, ron chân lồng, ron milat nha anh em. Đó, mình bán full cả bộ như vậy là chỉ có 1.350.000 thôi. Mình còn khoảng 5-6 bộ gì đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha anh em. Đó, nồng này là nồng chân dài nha anh em, chân 28, chân cắt 28-32 thì mình có thể xài được cho dinh viên hoặc anh em về có thể xài được cho dinh cộng, cộng 4, cộng 5, 4.65 đi thớt 6 ly á, đi sinh cam, đi thớt 6 ly sinh cam 98 mắt là ok hết nha anh em. Đó, mình thanh lý nha, chỉ 1.350.000 full bộ, anh em cần alo mình.